BTS football. BTS Hunter football. Này. Giày bóng đá. Đặt hàng qua Tiki. Đây là sản phẩm của Tiki Now. Đây là mẫu giày bóng đá mới nhất của BTS. Đây là giày bóng đá dùng cho sân nhân tạo. Giày cổ cao này. Giày cổ cao. Bóng đá dùng cho sân nhân tạo. Cái này lấy về bóc túi bóng rồi. Bóc túi bóng rồi. Giờ khui ra. Cái đôi của thế hệ trước thì nó hơi dày. Này. Đây. Giá của nó là 650.000. Mua có mã giảm giá là còn khoảng 585.000. Đây. Giày này có màu vàng, màu đỏ, màu đen và màu trắng. Đây, size màu vàng. Màu vàng Tiki nào đẹp vãi. Cái gì đây? Con này da mềm đâu ạ, da tương đối mềm. Con này là size 43. Size 43 chưa thử, hôm nay mới lấy về tí đi thử của chân xem thế nào. Đây, trong này còn không còn gì, còn cái túi này nè. Đồ BTS lúc nào cũng có cái túi này đấy. Túi BTS Hunter Football. Đây là giày bóng đá sân nhân tạo thế hệ thứ hai của BTS. Thế hệ thứ nhất thì bọn cũ thì da hơi dày, nhưng mà bọn này da tương đối mỏng. Sờ rất mềm, không biết đá thế nào. Để mai ra đá xem thế nào. Chúng nhìn đường may cũng tương đối tỉ mỉ đấy. Đế dán. May về sau. Không có gì nè. Cái đặt hàng hôm thứ sáu. Đặt hàng tối thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thứ hai giao, chiều thứ hai giao. Nói chung là cũng tương đối nhanh. Sáu từ đá một trận này review sau. Có không?